cho Hoàng Đức di chuyển nhưng không thành công. Rafenson phía trước có Xuân Nam, rất nhịp nhàng, tỉa bóng rất hay. Jeremylin không vào. Jeremylin ở tình huống vừa rồi đã không xử lý sớm. Tại giải V-League, họ đồng đều cả các tuyến và sự hiện diện của Đặng Văn Lâm trong khung thành càng làm cho đội hình của Tottenham Hotspur định trở nên toàn diện hơn, đầy đủ hơn cả về chiều sâu cũng như là chất lượng chơi bóng. Hoàng Đức và chạy chỗ của Venasio kéo ngã rồi. Quyết định thổi phạt của trọng tài là rất chuẩn xác, đã có một động tác tiểu xảo của Thanh Thịnh đối với Venasio. Không chỉ thổi phạt mà còn có thẻ vàng dành cho hậu vệ trái của Tottenham Hotspur. Đó là pha bóng mà cầu thủ của Viettel FC đã chạy chỗ phá bẫy Việt Vị. Đội khách cũng đã có một cơ hội rõ rệt để có thể ghi bàn vươn lên dẫn điểm trước. Vinicius không vào. Cú cứa lòng trong chân phải của Vinicius đã chiến thắng được thủ môn Văn Lâm nhưng lại bị cột dọc từ chối. Và pha băng vào sau đó của Nhâm Mạnh Dũng lại đệm bóng đi chạy cột dọc không thành. Cú cứa lòng trong của Vinicius là có lực, bóng đi đủ độ xoáy và vượt ra tầm kiểm soát của hàng phòng ngự bên phía các thủ khách. Mid 2022, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều nhưng mỗi đội đều đã có một cơ hội rõ rệt để có thể ghi được bàn thắng. Pha đánh đầu là của Văn Xuân Nam. Quả treo bóng của Hoàng Đức hơi sâu một chút. Và pha bóng của Ariano Smith. Đức Chiến. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Đức Chiến. Chun Ji Ho, Nguyễn Hải Biên. Có quá ít cầu thủ Viettel ở trong khu vực 16-50 và dâng lên để tham gia tấn công. Vừa rồi là một tình huống phối hợp tổ chức tấn công ở hành lang bên phía cánh phải tốt của các thủ Viettel FC. Tuy nhiên số lượng người tham gia vào đợt tấn công của họ là quá mỏng. Quả đá phạt góc đầu tiên của các thủ Viettel FC trong trận đấu game này. Thiếu chút nữa là có tình huống đá phạt lưới nhà. Đức Chiến. Các cầu thủ Viettel FC phản ứng rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ của Bình Định ở trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài Hoàng Thanh Bình đã chỉ tay về phía cột cờ góc. Quả đá phạt góc thứ hai. Ở tình huống đá phạt góc đầu tiên, thiếu chút nữa là Văn Thành đã có một pha đánh đầu phản lưới nhà. E quay trở lại. Và lúc này những thông tin từ giới truyền thông trong khu vực cho thấy các liên đoàn bóng đá Indonesia và Malaysia đều đang có những chuyển quốc gia của nước này. Vừa rồi là một pha treo bóng có điểm rơi tốt của pha chuyển hướng tấn công tốt cho Henrio da Silva. Rafenson khá nguy hiểm. Bóng đã tìm tới mép trên xà ngang khung thành của thủ môn Quảng Thế Tài. Một pha bóng mà thủ môn của đội chủ nhà cũng đã không thực sự tập trung. Anh nghĩ rằng bóng sẽ bay cao so với xà ngang nhưng trên thực tế. Những trận đấu rất khó khăn với cả hai đội bóng tại V-League đang hứa hẹn họ. Rất nguy hiểm.
Quang Thế Tài ở lần thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay có cơ hội để mà trổ tài năng. Lại một lần nữa anh đã chơi xuất sắc. Người đã có pha bật cao đánh đầu là Rafael Sơn. Đó là một pha bóng mà Rafael Sơn đã núp phía sau lưng của Jeremy Lin để thực hiện cú đánh đầu. Tưởng như là đã có bàn thắng cho cao thủ Top Elite Bình Định rồi. Bóng đi sát dưới mép xà ngang khung thành, nhưng Quang Thế Tài Lynch đẩy bóng hay, căng ngang Lynch không vào. Ngày hôm nay bất kể tỷ số cuối cùng của trận đấu là như thế nào, Quang Thế Tài vẫn sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu ngày hôm nay, sẽ là người hùng của Viettel FC trong trận đấu này. Lần thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay, lần thứ 2 trong lần đối mặt với Jeremy Lin, dù là cú dứt điểm chân phải hay là pha xoay người dứt điểm chân trái, Rafael Sơn một cú sút rất căng và mạnh. Ở trường đoàn của câu lạc bộ Viettel FC, ông Đỗ Mạnh Dũng. Tiến Dũng cũng là một cú sút cùng hướng như Rafael Sơn. Bùi Tiến Dũng đã đánh lừa được thủ môn Đặng Văn Lâm. Bóng đã chạm vào chân của Quang Thế Tài. Của Viettel FC đã đổ người mất rồi. Kịch tính, bao nhiêu căng thẳng, bao nhiêu sự dồn nén đang được đẩy lùi về khoảng thời gian thi đấu luân lưu này. Giovane cú đặt lòng chân trái rất chuẩn xác, quá hiểm hóc và hoàn toàn đánh lừa được thủ môn Đặng Văn Lâm. Ô Khắc Ngọc, người vừa được tung vào sân ít phút trước đó. Cú sút chân phải của Hồ Khắc Ngọc đưa bóng đi cao nhưng Văn Lâm đã đổ người đúng hướng. Bây giờ là Nghiêm Xuân Tú. Quang Thế Tài cú sút rất chuẩn xác và cũng không phải là quá mạnh của Hoàng Đức, nhưng đủ độ hiểm để có thể hoàn toàn đánh lừa. Đặng Văn Lâm hầu như đã chôn chân. Tài Linh đã có 3 cú sút bằng cả chân phải và chân trái đều không đánh bại được thủ môn Quang Thế Tài. Và như vậy là tỷ số đã được ấn định, 5-3 cho cao thủ Top Elite Bình Định. Đội khách đã giành chiến thắng chung cuộc sau loạt đá luân lưu với tỷ số 5-3 và giành tấm vé cuối cùng để vào chơi vòng bán kết của Cúp Quốc gia BF Mid năm 2022.